Hi guys, xin chào các bạn và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc âm A ngắn. Âm A ngắn thì mình sẽ và mình sẽ dùng gesture này cho mình nhá. Giống như âm á ấy. Và mình sẽ dùng gesture giống như cái mũ này. A a a a a a a a a a. Ví dụ mình sẽ có come come come. Come on baby, come on baby, come on baby. Rồi ví dụ tiếp theo của mình sẽ có money doesn't grow on trees. Money doesn't grow on trees. Money doesn't grow on trees. Và ví dụ tiếp theo của mình sẽ có seven is my lucky number. Seven is my lucky number. Và ví dụ tiếp theo của mình sẽ có I study English just for fun. I study English just for fun. I study English just for fun. Rồi ví dụ tiếp theo của mình sẽ có hurry up, hurry up. Here comes the bus. Hurry up, here comes the bus. Và ví dụ tiếp theo của mình sẽ có bus, bus. A bus is coming, a bus is coming, a bus is coming. Rồi ví dụ tiếp theo của mình sẽ có wonderful, wonderful. My mother is a wonderful woman. My mother is a wonderful woman. My mother is a wonderful woman. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thank you for watching. Bye guys.